Tiểu sử bà Lê Hoàng Diệp Thảo, một nữ tướng nơi hậu cung. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh năm 1973 trong một gia đình kinh doanh vàng giàu có tại tỉnh Gia Lai. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một nữ doanh nhân Việt Nam kín tiếng và thường chỉ được biết đến là vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ của tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo là một nữ doanh nhân trên thương trường và là một người mẹ tuyệt vời của bốn đứa con cùng với chồng là Đặng Lê Nguyên Vũ. Năm 1994, qua công việc tổng đài 108, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ, khi đó đang là sinh viên y khoa, và bén duyên từ đó với một tình yêu đẹp. Năm 1998, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn và cùng khởi nghiệp, chung tay gây dựng Trung Nguyên trở thành một trong những thương hiệu quốc gia của Việt Nam. Đây là mô hình tiêu biểu của công ty gia đình. Theo đó, hai vợ chồng cùng sở hữu 93% tài sản hữu hình và vô hình, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ và các thương hiệu Trung Nguyên G7 của tập đoàn, viết tắt là TNG. Trái ngược với người chồng nổi tiếng, vợ đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ rất kín tiếng cả trong hoạt động kinh doanh lẫn đời sống riêng. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có quyền lực khá lớn tại cà phê Trung Nguyên nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông hay cùng chồng xuất hiện tại các sự kiện. Nếu như đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ xuất thân nghèo khó thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh ra trong nhung lụa. Sinh năm 1973 là con gái của một đại gia phố núi Pleiku, nhiều năm kinh doanh vàng bạc. Bà Diệp Thảo có sẵn tố chất thông minh và khôn khéo. Ngày 16 tháng 6 năm 1996, bà cùng chồng khởi nghiệp thành lập hợp tác xã cà phê Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột. Ngày 20 tháng 8 năm 1998, công ty mở quán cà phê Trung Nguyên đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, tại nhà của hai vợ chồng ở số 587 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000, với chiến lược nhượng quyền, Trung Nguyên đã có 400 đến 500 quán cà phê trên toàn Việt Nam. Năm 2001, Trung Nguyên mở xưởng sản xuất cà phê Hòa Tan ở số 204 Bùi Thị Xuân và bắt đầu phát triển cà phê Hòa Tan G7. Năm 2002, công ty thực hiện nhượng quyền ở các quốc gia Nhật Bản và Singapore. Từ ngày 16 tháng 6 năm 1996 đến nay, bà Diệp Thảo là đồng sáng lập và đồng sở hữu 93% tập đoàn Trung Nguyên. Năm 2008, bà thành lập và giữ vai trò tổng giám đốc điều hành công ty Trung Nguyên International, viết tắt là TNI, và công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Sau khi ly thân với chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ, bà Thảo mở công ty riêng về cà phê và tiếp tục tranh chấp quyền quản lý Trung Nguyên từ năm 2015 đến năm 2018. Chân dung bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sinh ra trong một gia đình kinh doanh vàng bạc giàu có ở Gia Lai. Từ bé đã được hưởng một cuộc sống sung túc và yên ấm. Sóng gió chỉ đến với bà khi đã cùng người chồng xuất thân khó khăn tạo nên một cơ nghiệp lớn. Ở tuổi 20, nhờ có nhan sắc và sự giàu sang, bà Lê Hoàng Diệp Thảo trở thành tiểu thư được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại bất ngờ nhận làm đám cưới với ông Đặng Lê Nguyên Vũ khi đang là một chàng sinh viên y khoa dở dang học hành, ôm ấp giấc mộng thương trường. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo được đánh giá thực sự là mẫu người thuộc giới làm ăn với 3 yếu tố đặc thù: khiêm tốn, giao tiếp chừng mực và quyết đoán. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chính là người đồng sáng lập, đồng sở hữu tập đoàn cà phê Trung Nguyên, cũng là người điều hành công ty suốt từ năm 1998 đến cuối năm 2014. Bà đảm nhận cả 3 vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Sau gần 20 năm gắn bó như hình với bóng, chung tay xây dựng thương hiệu Trung Nguyên khiến nhiều người mơ ước, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt và dẫn tới ly hôn. Năm 2014, sau khi kết thúc 49 ngày thiền định và nhịn ăn tại trang trại Mờ Đắc, Buôn Mê Thuột, ông Vũ có những biến đổi bất thường về sức khỏe, dẫn đến nhiều biến cố trong gia đình và nội bộ TNG. Kể từ thời điểm này, ông Vũ rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ở công ty và gia đình. Tháng 4 năm 2015, TNG đột ngột bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực của bà Thảo tại TNG. Tuy nhiên, riêng trong hoạt động kinh doanh quốc tế, bà Thảo vẫn tiếp tục điều hành công ty Trung Nguyên International tại Singapore. Cũng từ thời gian đó cho đến nay, mọi hoạt động hàng ngày của TNG đều giao cho cấp dưới quản lý. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đặt ra câu hỏi: động cơ gì khiến các cấp dưới đứng dưới tên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thực hiện nhiều vụ kiện và hoạt động chống lại bà,
trong khi suốt gần 4 năm qua ông Vũ gần như vắng bóng tại công ty. Bà Thảo từng cho biết, có người phụ nữ nào mà không muốn có một gia đình đầy đủ, vuông tròn đâu em. Ai chẳng mong chồng mình luôn luôn có sức khỏe tốt. Tôi luôn đau đáu bên mình kế hoạch chữa bệnh cho chồng, chỉ mong anh ấy đủ sức khỏe, sáng suốt, nghĩ về một gia đình theo đúng nghĩa của nó. Nỗ lực vực dậy của một nữ tướng. Sau khóa thiền 49 ngày của ông Vũ, gia đình bà Thảo và ông Vũ đi vào bước ngoặt mới, mà đó không may lại là bước ngoặt ly tán. Khi chỉ còn một mình đứng độc lập trên thương trường, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chứng tỏ bản lĩnh của một nữ tướng, đó là sự xuất hiện của nhà máy TNI King Coffee. Nhà máy khánh thành ngày 20 tháng 4 năm 2017, chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê xuất khẩu. TNI King Coffee là nhà máy thứ 6 mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo xây dựng, nhưng là công trình đầu tiên bà quyết định một mình. Không chỉ vậy, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư du lịch Đặng Lê tại Pleiku. Những địa điểm du lịch nổi tiếng của công ty là khu du lịch Gia Long, Resort Coffee Tour Trung Nguyên, khu du lịch Thác The Dainers. Trả lời về việc phân bổ thế nào khi thực hiện cùng lúc chăm sóc 4 đứa con và điều hành kinh doanh, bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, trong giai đoạn này vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm bạn với các con quả không phải việc dễ. Nhưng tôi có một nguyên tắc, dù bận rộn thế nào vẫn phải dành thời gian ăn sáng và ưu tiên mọi kỳ nghỉ với các con. May mắn là các bạn nhỏ rất ngoan, hiểu chuyện và thương ba mẹ. Các con thậm chí còn dặn tôi phải tìm mọi cách để cứu ba và thường xuyên động viên tôi. Những lúc khó khăn đó chỉ cần nhớ đến lời con: mẹ hãy ráng lên để chúng con còn có ba. Tự tôi sẽ tìm ra cách để giúp mình cân bằng và hành xử sáng suốt. Một Lê Hoàng Diệp Thảo mạnh mẽ. Tôi chưa bao giờ muốn ly hôn. Bà cho biết, từ cuối năm 2013, khi mới đi thiền về, anh Vũ gửi cho tôi xem những bản đề xuất kinh doanh, đầu tư, kế hoạch truyền thông do cấp dưới gửi lên theo những mô hình dị thường, pha lẫn chính trị với tâm linh. Là người kinh doanh với 20 năm kinh nghiệm, tôi hiểu ngay đó là những kế hoạch mà nhân viên vẽ ra để rút tiền. Dựa trên sự hài lòng của anh, mỗi khi được nhân viên quỳ lạy, tung hô là đấng tối cao tôn kính. Khi chồng không tỉnh táo thì buộc vợ phải là người sáng suốt và thức tỉnh anh. Chính những người có ý đồ xấu đã tận dụng cơ hội này để chia cắt gia đình tôi. Một mặt khích lệ anh cứ yên tâm trên núi thiền suốt 5 năm, một mặt tìm cách đẩy tôi ra khỏi tập đoàn để dễ bề lụng đoạn. Trả lời về khả năng ly hôn sẽ ảnh hưởng đến con cái, bà Thảo cho rằng: tôi chưa bao giờ muốn ly hôn. Tôi nhiều lần lên tiếng vì muốn bảo vệ gia đình và 4 đứa con của mình. Các con cần có lại người cha như xưa để được thương yêu và dạy dỗ. 5 năm qua, tôi liên tục nhận được đơn khởi kiện từ Trung Nguyên và các nhân viên của anh Vũ với những lý do hết sức vô lý. Tôi không tin người như anh Vũ lại muốn đẩy mẹ của các con mình ra pháp đình. Trong lần gặp gần nhất, tôi đã khẩn cầu: xin anh nhân đạo cho mẹ con em đường sống. Nhưng có lẽ đó là những phút phát bệnh, anh không còn nhận ra vợ, không nhớ gì những kỷ niệm chung. Từ tòa về, tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi không dám cho con thấy mình khóc, không dám kể những điều đau lòng về ba cho các con nghe. Có thể cùng nhau vượt khó, nhưng khó có thể cùng nhau vượt sướng. Câu chuyện của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khiến tác giả bài viết này nhớ đến một câu trong tiểu thuyết về tình yêu và cuộc sống. Trong tiểu thuyết đó cũng là một đôi bạn trẻ từng yêu nhau tha thiết từ thời trung học, vượt qua rào cản từ gia đình, đi đến một thành phố xa lạ bằng đôi bàn tay trắng để lập nghiệp. Họ đã vượt qua những khó khăn tưởng như không thể khi mà đã có lúc chỉ hai người ngồi gặm bánh mì trong căn phòng 16m2. Bằng những cố gắng của họ, 25 năm sau, họ đã trở thành một gia đình quản trị cùng lúc 4 ngân hàng thương mại, và từ đó bắt đầu những chuyện đau buồn mà chính họ không thể ngăn nổi chia ly. Tiểu thuyết kết thúc bằng một câu nói ám ảnh đến mãi về sau: chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. Về một góc nào đó, cuộc sống chính xác là như thế. Chúng ta có thể vượt khó cùng nhau, nhưng rất khó có thể để cùng nhau vượt sướng. Trên đây là bài viết về bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cuộc đời và sự nghiệp. Bài viết cho ta hiểu hơn về bà Lê Hoàng Diệp Thảo, một nữ tướng nơi hậu cung. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video.
các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.